Vâng, tiếp theo sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Và sáng nay thì tôi đi trên đường thì thấy trời Hà Nội đã rất là lạnh rồi. Không biết là giảm nhiệt thì có nhiều không chị Hương Liên? Vâng anh An, sáng nay thì ở Hà Nội cũng như là miền Bắc đã giảm 2 đến 4 độ so với sáng sớm qua. Do là trời ít mây, mặt đất bị mất nhiệt. Hiện lúc này Hà Nội, Hải Phòng, Hà Giang khoảng 16 đến 18 độ. Sơn La, Lạng Sơn trời rét sâu chỉ 12, 13 độ mà thôi. Lưu ý là đến trưa chiều, nhiệt độ ở Hà Nội và nhiều thành phố sẽ tăng tới chục độ so với sáng sớm, thậm chí là tăng tới 16 độ. Mức chênh lệch nhiệt lớn này khiến cơ thể chúng ta phải liên tục thích ứng, rất dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, nhất là với trẻ nhỏ. Vì vậy, các bậc cha mẹ lưu ý thay đổi trang phục phù hợp cho trẻ. Vâng, cảm ơn những thông tin vừa rồi của chị Hương Liên. Thế còn thời tiết ở các khu vực khác trên cả nước thì sao ạ? Vâng, ở Nam Bộ ngày hôm nay thì nắng cũng đỡ gắt hơn so với mấy ngày trước. Nhiệt độ vì thế cũng giảm nhẹ, không còn nơi nào 34 độ mà hầu hết trong khoảng 31 đến 33 độ. Nắng cũng là thời tiết chủ đạo ở Trung Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay. Nhiệt độ cao nhất ở Trung Bộ 28 đến 31 độ, còn Tây Nguyên là 27-29 độ. Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa ít mưa nhưng lưu ý gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Ở huyện đảo Trường Sa có mưa dông làm tầm nhìn giảm xuống 4 đến 10 km, đề phòng cả lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảm ơn biên tập viên Hương Liên.